Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối thứ tư ngày 12 tháng 10. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình tối nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thừa Thiên Huế diễn tập đánh giá khả năng ứng phó sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Quảng Điền chủ động các phương án ứng phó trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Tin chi tiết, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh chia sẻ, trao đổi giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Phát biểu tại hội nghị nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các doanh nhân, những người đã dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, mà nhất là đại dịch Covid-19, để cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các doanh nghiệp tiếp tục bứt phá, phát triển vững mạnh, thịnh vượng. Giờ vui với những doanh nghiệp, doanh nhân Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội địa phương những năm qua. Chủ tịch nhấn mạnh, với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, huy động cao nhất các nguồn lực xã hội, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các cấp ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thay đổi tư duy, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, cũng như tăng thu hút đầu tư hơn nữa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng kỳ vọng, ngoài những đổi mới của lãnh đạo tỉnh, thì các doanh nghiệp, doanh nhân cũng phải chủ động luôn đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu để kinh doanh có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế, sớm đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù chính quyền tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tuy nhiên những khó khăn và thách thức doanh nghiệp phải đối mặt vô cùng lớn. Và trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ không tránh khỏi những vướng mắc cần chính quyền hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. Vì vậy, tại hội nghị gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam với đại diện của 200 doanh nghiệp tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã thẳng thắn, cởi mở, trao đổi lắng nghe các ý kiến chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn chung. Ngoài ra, chính quyền cũng được nghe các đề xuất kiến nghị cũng như hiến kế của các doanh nhân, doanh nghiệp trong công tác xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và đội ngũ bí thư tổ dân phố phường Đông Ba, thành phố Huế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, dân vận ở cơ sở và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Sau khi thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về sắp xếp lại bộ máy tổ chức Đảng, việc hoạt động của hệ thống chính trị của phường gặp nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn những khó khăn về thời gian sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển Đảng. Một số đảng viên không ở trên địa bàn nên việc tham gia hoạt động ở tổ dân phố còn hạn chế. Về thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy trên 3 lĩnh vực là giảm nghèo, chuyển đổi số và xây dựng văn minh đô thị, Đảng ủy phường đã bám sát các nội dung và triển khai các chương trình cụ thể, qua đó tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, được xác định là phường điểm nóng về trật tự đô thị nên Đảng ủy phường đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này, giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban Nhân dân, mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ để thực hiện. Tại buổi làm việc, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ba kiến nghị đề xuất với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đoàn công tác của tỉnh ủy một số vấn đề cần quan tâm như chế độ chính sách đối với các chức danh không chuyên trách, tăng chế độ bồi dưỡng cho chức danh trưởng các đoàn thể ở tổ dân phố. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố phường Đông Ba quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý dân cư trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và hệ thống chính trị phường Đông Ba cần ra soát lại những quy định, quy chế để triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết. Phó Bí thư Thường trực cũng mong muốn các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục cống hiến hết lòng vì sự phát triển đi lên của phường, xây dựng phường Đông Ba sớm trở thành phường đi đầu trong quá trình xây dựng tỉnh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng nay tại khu công nghiệp Phong Điền, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương, đại diện các sở ban ngành địa phương và gần 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội, nhân viên y tế và công nhân viên các đơn vị. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng ứng phó sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng về môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân. Với tình huống giả định đưa ra, tại khu vực hệ thống làm lạnh của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Đông Lạnh Thừa Thiên Huế xảy ra sự cố cháy nổ và rò rỉ hóa chất. Sau khi sự cố được phát hiện, lực lượng ứng phó tại chỗ của công ty đã báo động và triển khai ứng phó cấp cứu ban đầu, đồng thời thông tin đến các lực lượng chức năng nhằm chi viện hỗ trợ và ứng phó sự cố. Tuy nhiên, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi phát tán khí độc lan rộng, số người bị ảnh hưởng lớn. Trước tình thế đó, Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc và tham gia trực tiếp công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng chi viện tại hiện trường. Công tác ứng phó được triển khai hiệu quả, sự cố được dần khống chế, mức độ ô nhiễm nằm trong khu vực sự cố được kiểm soát và không phát tán ra bên ngoài môi trường. Công tác cứu chữa người bị nạn và sơ tán công nhân đến vùng an toàn được hỗ trợ kịp thời. Thông qua buổi diễn tập này thì công ty cũng sẽ nhận thức được và học tập được cái kinh nghiệm trong cái vấn đề mà ứng phó với sự cố than hóa chất. Qua đó thì cũng sẽ, nếu như mà có cái vấn đề thì bên ban lãnh đạo công ty cũng như cán bộ công nhân viên của công ty cũng có được cái kinh nghiệm để mà xử lý khi mà có cái sự cố xảy ra. Chương trình diễn tập đã tuân thủ và đảm bảo đầy đủ toàn bộ nội dung kịch bản diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Công tác tổ chức an toàn tiết kiệm, không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa đơn vị cơ sở và các đơn vị chức năng đảm bảo nguyên tắc của công tác ứng phó sự cố hóa chất, hiểu rõ đặc tính của hóa chất trước khi tiến hành thực hiện các phương án ứng cứu phù hợp. Các lực lượng tham gia diễn tập đảm bảo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhiệm vụ của từng đơn vị cá nhân trong suốt cuộc diễn tập. Qua cuộc diễn tập lần này, thì lực lượng chữa cháy của đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tham gia và qua đó rút các cái bài học kinh nghiệm cũng như xây dựng các cái phương án chiến thuật để tham gia ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra trên địa bàn. Thì qua bài học lần này cũng tăng cường tính hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phối hợp chiến đấu. Hóa chất đã đóng góp nhiều lợi ích và tác dụng trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nếu không được quản lý, bảo quản và sử dụng đúng cách, đúng mục đích, hóa chất có thể gây ra những vụ tai nạn, sự cố để lại hậu quả nghiêm trọng về con người và tài sản. Để giảm thiểu những tai nạn, sự cố kể trên, thì vai trò của việc vận hành cơ chế phối hợp tổ chức ứng phó sự cố hóa chất kịp thời hiệu quả của các lực lượng là hết sức quan trọng. Sau hơn 60 phút diễn tập, các đơn vị chức năng đã triển khai khẩn trương nghiêm túc cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến ứng phó sự cố hóa chất với tình huống giả định tại công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Đông Lạnh Thừa Thiên Huế thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành, kỹ năng ứng phó, khả năng phối hợp của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức cái diễn tập sự cố hóa chất cấp tỉnh và diễn ra trong cái điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị và tinh thần tích cực sẵn sàng của các lực lượng và cũng như ban chỉ đạo đã lấy kế hoạch rất cụ thể, do đó mà phải nói là cái cuộc diễn tập hôm nay diễn ra an toàn và đảm bảo các cái kịch bản, các cái nội dung mà trong kế hoạch đã được phê duyệt. Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cho rằng, mặc dù đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức cuộc diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, nhưng các đơn vị đã khắc phục những khó khăn, có sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thông qua buổi diễn tập này sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, chủ động công tác phòng ngừa ứng phó với sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường. Tiếp tục với những thông tin từ các địa phương đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị huyện ủy lần thứ 10 mở rộng khóa 14 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Tài, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện Phong Điền từng bước được phục hồi và tăng trưởng.
tổng thu ngân sách nhà nước gần 272 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch đã đề ra, đã kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát các dự án trên địa bàn, đã xây dựng công nhận nhãn hiệu hàng hóa đối với 32 sản phẩm nông sản làng nghề và công nhận 4 sản phẩm OCOP. Lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 72.000 lượt người, doanh thu ước đạt gần 49 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết 15 của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai các quy hoạch, chương trình, đề án. Đến nay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị huyện, chương trình phát triển đô thị huyện, đã tổ chức lập đề án phân loại đô thị loại 4. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 3 tháng cuối năm 2022, huyện Phong Điền tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu trên địa bàn đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền Villa Serra, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch nông thôn mới của các xã thị trấn, tập trung phát triển du lịch gắn với công tác xúc tiến quảng bá phát triển dịch vụ các điểm du lịch trên địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp để khôi phục phát triển sản xuất trong nông nghiệp, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và quy chế làm việc của cấp ủy. Sáng nay, huyện Quảng Điền tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 với nhiều chương trình cụ thể để không ai bị bỏ lại phía sau. Tháng cao điểm vì người nghèo được phát động từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Nhân dịp này, huyện kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cận nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong huyện, các xã, thị trấn, trường học và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ hơn 260 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo huyện. Việc làm này góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay nhân lên nghĩa cử cao đẹp, tạo thêm nguồn lực để chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Theo bảng xếp hạng Đại học Thế giới uy tín Times Higher Education năm 2023 mới được công bố, Đại học Huế lần đầu tiên có tên trong danh sách xếp hạng chính thức. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định uy tín và chất lượng của Đại học Huế. Năm nay, bảng xếp hạng THE bao gồm 1.799 cơ sở giáo dục đại học từ 104 quốc gia, vùng lãnh thổ. Xếp hạng THE dựa trên 13 tiêu chí thuộc 4 lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế. Điều kiện quan trọng nhất để một cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong THE là trong vòng 5 năm tính đến năm trước liên kề năm thu số liệu xếp hạng phải có tổng số bài báo Scopus từ 1.000 trở lên, không có năm nào dưới 150 bài. Trong 5 năm, từ năm 2017 đến 2021, tổng số bài Scopus của Đại học Huế đã đạt gần 1.650 bài và tất cả các năm đều trên 150 bài. Giữ vững uy tín và nâng tầm xếp hạng tại các bảng xếp hạng Đại học Thế giới là một trong những định hướng quan trọng của Đại học Huế trong những năm qua. Để làm tốt được điều này, Đại học Huế đang có nhiều chính sách nhằm phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng hoạt động đào tạo khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để hướng đến mục tiêu vào nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới và 300 đại học hàng đầu châu Á, phát triển thành đại học quốc gia theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Sáng nay, Viện Friedrich Nobel for Freedom, Cộng hòa Liên bang Đức và Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo tập huấn truyền thông về giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Hội thảo nhằm phổ biến, tập huấn các kiến thức về giảm phát thải net zero và tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng thông minh cho các cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua hội thảo để nâng cao kỹ năng truyền thông về net zero và tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, phát động phong trào tiết kiệm điện năng đối với lực lượng thanh niên và khối công sở ở thành phố Huế, đưa ra các giải pháp cụ thể, các giải pháp cho lợi ích chung và cả kế hoạch thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai. Các đại biểu cũng đã thảo luận góp ý tập trung vào tiết kiệm năng lượng, hiệu quả năng lượng và xây dựng xanh. Tất cả những ý kiến về chủ đề này đều rất phù hợp cho sự phát triển hơn nữa của Huế và sẽ tạo động lực đáng kể để tiếp tục phát triển kinh tế xanh của Huế nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá 3 năm thực hiện quy chế quản lý rừng cộng đồng theo quyết định số 62 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2019, Hội Chủ rừng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với dự án SIDA đã hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 62 về quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Sau 3 năm thực hiện, quy chế bước đầu đã phát huy được hiệu quả, nhận thức và trách nhiệm của cả cộng đồng đã dần được nâng lên. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao 16.000 hecta rừng tự nhiên cho 89 cộng đồng dân cư thôn và hơn 13.200 hecta rừng tự nhiên cho 225 nhóm hộ quản lý bảo vệ. Trong đó có 32 trên 47 cộng đồng đã xây dựng phương án quy ước, 45 trên 47 cộng đồng đã hiểu biết về quy chế quản lý rừng cộng đồng. Thông tin về quy chế quản lý rừng cộng đồng được phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức. Tỷ lệ cộng đồng thực hiện quyền của mình đã có sự thay đổi rõ rệt sau khi thực hiện quy chế quản lý rừng cộng đồng. Đặc biệt, quy chế quản lý rừng cộng đồng đã có tác động tích cực trong việc thực hiện quyền của cộng đồng quản lý bảo vệ rừng. Tất cả các cộng đồng có nguồn thu đều đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa kế hoạch thu chi, nguồn thu hoạt động hàng năm, từ đó giúp cho cộng đồng lập kế hoạch và quản lý nguồn quỹ hiệu quả hơn. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu ren Huế, đề tài do Hội Nông dân tỉnh chủ trì triển khai từ năm 2018. Đề tài hướng đến mục tiêu làm rõ đặc trưng của các loài sen trồng tại Thừa Thiên Huế, tạo lập và bảo hộ nhãn hiệu sen Huế cho các sản phẩm sen của tỉnh, xây dựng được hệ thống công cụ phục vụ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể sen Huế, đề xuất mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể sen Huế trên thực tế. Kết quả thực hiện dự án đã điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định tính đặc trưng của sản phẩm sen Huế, làm căn cứ thực tiễn, khoa học, phục vụ đăng ký bảo hộ và tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể sen Huế, vận hành hệ thống quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể sen Huế cho sản phẩm sen của tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình quản lý sẵn có, dự án cũng đã xây dựng được mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, cũng như khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể sen Huế. Nhiều hoạt động liên quan đến quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu sen Huế cũng đã được triển khai, như tham gia hội chợ thương mại, thiết kế in ấn tờ rơi quảng bá nhãn hiệu sen Huế, sổ tay quản lý và sử dụng sen Huế, vân vân. Theo đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu, việc dự án thực hiện đạt các yêu cầu đề ra, nhất là đã chuyển giao được mô hình quản lý và sử dụng, cũng như khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể sen Huế cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất và kinh doanh sen tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nói chung, các địa phương nói riêng, đồng thời hình thành một ngành kinh tế sản xuất nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị, hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Những ngày nay, các địa phương vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung cho công tác ứng phó với tình hình mưa lũ. Với kinh nghiệm tích lũy qua các năm, việc xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và kịch bản cụ thể cho từng tình huống mưa bão ngày càng sát với thực tế, có phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ghi nhận tại huyện Quảng Điền. Bước vào mùa mưa bão năm 2022, huyện Quảng Điền đã chủ trọng công tác phòng chống bão lụt bằng hình thức phát huy cao độ và kết hợp chặt chẽ mọi khả năng tự có của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, sự tương trợ của mỗi cộng đồng thôn xóm trong phòng chống bão lụt. Tại địa bàn xã Quảng Thành, xã vùng trũng của huyện, những ngày qua do lượng mưa khá lớn kết hợp với triều cường dâng cao nên đã gây ngập lụt ở một số thôn xóm. Qua thống kê, toàn xã đã có 22 trên 32,5 hecta rau xanh bị ngập lụt. Cũng như nhiều người dân khác, gia đình ông Đào Phước Thìn đưa vào trồng hai sào rau xanh, chủ yếu là tầng ô, xà lách, mồng tơi. Do lượng mưa của các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại toàn bộ diện tích rau của gia đình. Mùa về vụ này là tiêu bùng tay đến là lúc có là trầu thủy, thủy, có là thủy là bỏ. Còn lúc dây này tiêu mình cũng hư rồi. Thì con cái chỉ ăn cái này thôi chứ nói chung là lục vô là hư thôi. Với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các phương án phòng chống sạt lở, ngập úng, kế hoạch di dân khi có thiên tai xảy ra, đồng thời động viên nhắc nhở người dân tăng cường ý thức phòng chống mưa bão. Nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo huyện đã có các buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở xã thị trấn, nhất là các công trình đê điều thủy lợi, ao hồ chứa nước. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương cần hỗ trợ giúp đỡ nhân dân neo cột lồng bè nuôi cá trên sông Bồ.
Về hệ thống lồng bè trên địa bàn xã thì ủy ban xã cũng tuyên truyền trên hệ thống ban xã và hệ thống loa của các thôn để cho các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ chủ động về việc chằng chống và neo đậu đảm bảo lồng bè trong cái mùa thiên tai bão lũ. Thì thực hiện phương châm bốn tại chỗ thì đối với ủy ban xã thì đã tiến hành trước khi có lần xả hồ chứa thì ủy ban nhân xã đã họp hệ thống chính trị các thôn để tập trung tuyên truyền vận động người dân với phương châm bốn tại chỗ, thì đặc biệt là cái lương thực đảm bảo lương thực để dự trữ trong cái mùa mưa bão thì tối thiểu là phải 10 ngày để đảm bảo khi nước có dâng, đường xã bị chia cắt thì người dân cũng đảm bảo lương thực để là trong cả cái ngày lũ lớn. Xác định việc phòng chống lụt bão là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu, năm 2022, huyện sẽ tập trung thực hiện phương châm bốn tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp họ nắm bắt các biện pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ trực ban theo quy định, thông tin kịp thời về thời tiết cho cơ sở. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư thiết yếu và con người để tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, tăng cường hướng dẫn các biện pháp phòng tránh thiên tai đến cộng đồng dân cư. Phần cuối là một số thông tin khác. Tối qua, Prudential Huế tổ chức chương trình 20 năm đồng hành, gắn kết và tri ân khách hàng. Tại chương trình, 12 chiếc xe đạp và 5 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo của trường tiểu học Vĩ Dạ, thành phố Huế. Bên cạnh đó, 10 suất học bổng cũng được trao cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Đại học Sư phạm Đại học Huế, mỗi suất 3 triệu đồng. Đây là món quà mà anh Lê Đoàn Tấn Phát, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Huế, trao tặng cho các bạn học sinh sinh viên với mong muốn các bạn tiếp tục nỗ lực học tập vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời gian tri ân những vị khách hàng đặc biệt đã đồng hành trong 20 năm qua. Với cam kết lắng nghe, thấu hiểu, hành động, Prudential Huế sẽ tiếp tục cải tiến để đưa bảo hiểm tới gần hơn với đời sống, cũng như khẳng định vai trò bạn đồng hành tin cậy của khách hàng. Huyện Quảng Điền phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2022. Với thông điệp hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp, Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút rất đông cán bộ, công chức, viên chức của cả cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Trong đó có rất nhiều người đã đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện của huyện trong nhiều năm qua, như anh Văn Sinh ở Quảng Thọ đã hiến hơn 70 lần. Nhiều tình nguyện viên tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng đã nhiều lần hiến máu, như anh Võ Đức Khiêm ở Quảng Công, anh Phan Cảnh Quyền, chị Trương Thanh Huyền Quảng An trên 15 lần hiến máu, anh Lê Văn Ân thị trấn Sìa, chị Đặng Minh Hoài Quảng An trên 11 lần hiến máu. Qua khám, xét nghiệm sàng lọc đã thu về hơn 400 đơn vị máu. Như vậy, qua 3 đợt tổ chức hiến máu trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã vận động thu được hơn 1.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu của bệnh viện, khắc phục tình trạng khan hiếm máu chữa bệnh cứu người. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.